Ngày 29 tháng 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, mong muốn đồng chí Đặng Văn Chính tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp tục công việc mới, bám sát thực tiễn công việc, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực được phân công. Phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh trong thời gian tới.